Rồi Vũ Linh xin kính chào toàn thể anh em và bà con đã quay trở về với kênh của Vũ Linh Máy Cắt Cỏ ha. Hôm nay là chín tây tháng 3. Anh em tiếp tục soạn lên clip cho anh em xem nha anh em. Nay là em lên lô chữ B phở ha, bao gồm 14 con máy. 13 con cần thẳng và một con đeo lưng ha. Con đeo lưng này là con Komatsu nha anh em. Komatsu 365 đồng 36 ly ha, 35 36 cc là chạy khỏe lắm. Đó. Trợ lực rồi tâm gờ chế quanh gọn luôn đó, hỏng gà này rất là nhiều anh em hỏi máy đeo lưng mà động cơ to ha. Đó thì anh em có ha. Với lại Gobin nha anh em, Gobin 36 ly, giá có 1.8 triệu ha. Đó và những con máy đẹp nhất nách luôn. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký ha. Đó, cho em xin một lượt đăng ký xong rồi anh em gõ vô cái chuông đó. Bấm vô chữ tất cả cho mỗi khi em lên video là nó sẽ hẹn về cho anh em ha. Và cho anh em mình lựa chọn những con máy mà phải gọi là ưng ý nhất và hợp túi tiền về xài ha anh em. Đó. Anh em lưu ý thì muốn chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã số cộng với cái số điện thoại với phần bình luận ha. Ví dụ như con này là B1 cộng số điện thoại với phần bình luận, rồi bên em sẽ gọi lại và chốt hàng cho mình. Và anh em lưu ý chỉ có một số gọi là chốt hàng cho mình nha anh em, không có số thứ hai ha, là 0972 949 527 ha, một số duy nhất. Hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo số đó đặng mình tìm muốn kiếm con nào thì kết bạn Zalo với em số đó ha. Nếu có thì em gửi cho anh em xem tham khảo, ưng ý thì chốt, không ưng ý thì chờ con sau đó. Còn anh em nào mà muốn chốt nhanh nữa thì cứ gọi trực tiếp cho em là 0972 949 527 ha. Đó, tại vì anh em để cái số điện thoại với phần bình luận thì nó tầm cỡ 5 phút nó mới hiện cho em gặp được. Đó bởi vì nhiều khi trong 5 phút đó là có người chốt trước ha anh em. Đó, đây có cái này có dòng Komatsu 22cc hổng gầy, mấy anh em hỏi rất là nhiều đây nè. Ở này lên cặp luôn ha. Rồi, mua hàng bên em thì giá trên đây em cũng đã bao ship tới nhà cho mình ha. Bao ship tới nhà và tặng kèm theo cho anh em là 5 món là dây đeo nè. Đó, lưỡi dao ha. Ổ cước với một cái tiếp mở Mugi và một cái lục giác 4 nữa nghe anh em, là 5 món với một cái chán cỏ thì lúc nào cũng phải có à ha, chán cỏ nó là 6 luôn rồi đó. Đó giờ anh em mua hàng lần 2 lần 3 trở lên là em sẽ tặng cho anh em một chai nhớt 2 thì. Đó là tặng cho anh em một chai nhớt 2 thì về mình pha vô xăng mình xài ha, có số đo cc sẵn luôn, mình khỏi cần đông khỏi cần lường một nắp hai nắp ba nắp gì hết, có cc sẵn cho mình luôn ha. Đó, anh em nào ở nhà có nhớt rồi thì có thể là lấy cái bơm. Đó, lấy cái bơm mình gắn vô mình tưới nước anh em, mình bơm nước mình làm gì đó làm. Đó, cái này là chuyên tưới anh em, chuyên tưới nó bắn rất là xa ha. Đó, nó bắn rất là xa luôn. Đó. Rồi, anh em thiện chí chuyển khoản đủ giá trị 100% của con máy thì em vẫn tặng một trong hai món này. Đó, và còn không thì anh em đặt hàng chốt hàng, hàng đến nơi kiểm tra ok 5 món đi kèm thì trả đúng cho 1.6 triệu là đủ ha, không có thêm mà phí gì hết. Đó, còn anh em muốn mua thêm thì một món này mỗi món 100.000 anh em. Cái đầu bơm này 100.000 luôn ha. Đó. Cái đầu bơm này em sẽ bán theo con máy là 100.000 nha. Đó. Đó là nếu như chốt thì em sẽ kiếm cái găng mà phù hợp với con máy thì em mới gửi hay cái đó thì anh em yên tâm. Đó, có thể lộ mua bán bên em là gì. Còn cái dao anh em không lấy dao dài có thể là đổi lấy dao tròn ha. Một trong hai tùy anh em. Đó, rồi cái địa chỉ cửa hàng của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha anh em. Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cách chợ ngã tư khoảng 100m á, hướng ra Trung An Thốt Nốt ha. Này con mồi gu đẹp, giá của 1.7 triệu nè. Rồi. Vô chi tiết luôn nha anh em, vô chi tiết từ con ha. Đó, con đầu tiên, con số 1, con B1 ha. Đó. B1, B2. Đó là cái dòng Gobin nha anh em. Dòng này là dòng Gobin ha. Con này là đồng 31 ly nha anh em, 22cc ha, con này chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, con này xài Mugi đứng này, giá có 1.3 triệu thôi nha anh em. Con này sở hữu cái là bộ chế quanh gồ luôn ha. Quanh gồ bằng nhựa, quanh gồ đầy đầu đó. Chạy cực kỳ khỏe, cực kỳ lanh luôn. Đó, tum liền, tum nhôm cho anh em mình luôn ha. Nói chung cái con máy này chạy cực kỳ là thét, anh em chạy xài gia đình là hết bài với con này nè. Cái dòng Gobin mà Mugi đứng nó chạy rất là khỏe nha anh em. Đó, ha, đầu bò xin, dán cỏ xin cho mình nha anh em. Đó, B1 cộng số điện thoại với phần bình luận ha. Anh nếu anh em chốt thì B1 cộng số điện thoại với phần bình luận. Tum nhôm luôn. Tum nhôm cho mình luôn ha anh em. Đó, bồ sáng luôn ha, bồ còn nhắn từ luôn nè. Đó, chế quanh rồ ha, nói chung con này hư hỏng rất là dễ thay. Và nó xài tum nhôm nó ít khi nào mà bị cháy tum lắm ha anh em. Hiếm không cháy luôn chứ ít khi nào mà gì hết. Rồi, nổ đi em.
Đây, công tắc bên đây ha. Rồi, B1 nha anh em, vô pin ha. Đó, 31 ly 22cc ha, con này chạy lên lắm, phát giao phát gia đình là hết bài ok luôn. Đó, xài ga giữ ha, hai tay lái. Anh em không thích thì em sẽ đổi ra cho ga bóp mới anh em. Đó, còn anh em muốn xuống một tay thì em vẫn làm vẫn được luôn ha. Đó, cái đó thì tùy anh em. Đó, B1 ha. Rồi. Tiếp theo là B2 là một con cũng là một con Robin luôn. Đó, nhưng mà con Robin này thì đời nó cao hơn. Đó, con này là 256 nồng 34 ly anh em, 26cc ha. Con này có trợ lực nhỏ nha anh em. Đó, con này có trợ lực nhỏ ha, chế quanh gồm cũng là tôm gầy luôn. Cái dòng này là lóc lát rồi, ở trong nó xài trùng giống với thằng Makita 264 đó nha anh em. Đó ha, cái dòng Robin mà nó có sừng lên nè là nó chung đời với 264 ha, là mấy con này anh em tập cướp phải ghe luôn nha. Đó, Robin 256 mắc in da băng luôn. Đó anh em thấy không? Đó, bô còn nhắn tin luôn nha anh em, bình xăng dưới cũng còn rất là đẹp ha, tôm nhôm luôn. Đó, có thêm miếng mướp ở đây nè, ga bít thì dòng của Robin ha. Đó, chế quanh rồi, nói chung cái dòng này chạy ít khi nào mà hư giặt lắm anh em. Áo còn sáng trưng luôn. 1.6 anh em, B2 ha, B2 1.6. Đó. Em đây. Đó, Robin ha, Makita nói chung là nó chung đời với nhau. Đó, đầu bò xin, chán cỏ thì chưa có thì nữa em sẽ bổ sung mới cho mình nha anh em. Đó, cái tem dưới đó còn luôn ha. Rồi, nổ luôn em ơi. Chạy cực kỳ khỏe nha anh em. Đó, chạy cực kỳ khỏe ha, chạy lực thì nắm nhẹ lên là nổ rồi, không có cần dùng tới sức. Đó, anh em mà muốn phát cỏ bự, cỏ to ha, hay là hoặc là đập cước thì lấy con này ha, lấy 34 ly ha, trở lên 25-26cc trở lên nha anh em. Nếu còn nhỏ nhỏ thì nó cước thì nó rất là yếu ha. Rồi, B2 1.6 nha anh em. Ha. Rồi, tiếp theo B3 là một em Robin luôn, cũng là Robin ha, nhưng mà con này là siêu to khổng lồ. Đó, con này là NB31 là nghe anh em, 31cc nồng 36 ly là nghe, con này chạy cực kỳ khỏe luôn nghe anh em. Anh em đập cước hay là bao la luôn, nói chung cái dòng này, đó, cũng xài chế quanh gồ luôn ha, xài chế quanh gồ đề cao luôn đó. Hư hỏng anh, nếu như hư sau này hư mua bộ chế mới lắp vô là sử dụng nữa. Đó, con này tôm nhôm tôm gầy nghe anh em, tôm gầy của Robin ha. Đó, ở chừng dưới luôn, con này thì bao zin hết nha anh em. Đó, hai tay luôn ha, hai tay ra giữ, đầu bò zin, dáng cỏ zin. Đó, cái dòng Robin này thì chạy, phải nói cái dòng áo sắt này chạy cực kỳ khỏe anh em. Tùm gầy, tùm nhôm ha. Đó, cái bô con này màu đen anh em, chứ không phải là nó chạy mà nó đen đến gì ha. Đó, tùm gầy, tùm nhôm, bởi vì chóc sơn nè anh em thấy không. Cái dòng này là bao cho anh em tập cước nè, giá có 2.2 triệu thôi nha anh em. Robin NB31, 31cc, 36 ly ha. Rồi, nổ em ơi. Hơi mà giờ cũng cấm đầu luôn anh em. Đó. Đó, Robin ha, NB31, 36 ly. Giá 2.2 triệu nha anh em. 2.2 triệu bao ship tới nhà, 5 món đi kèm cho anh em ha. Đó, rồi. Tiếp theo qua con B4. Con B4 là con Genoat Komatsu ha, dòng này là ba con này luôn. Dòng này là dòng Genoat Komatsu nha anh em. Đó, mấy con này là 22cc, 32 hết này, 32 ly hết nè. Đó, con này là G2KC ha, G2KM, nó chung đời với G2KC đồ này kia đó. Đó, con này đã lên chế 260 mấy anh em, còn nhiều lại là xin hết. Đó, còn con này là con cơm 2210 ha, trợ lực bự nha. Đó, còn con này là cũng là dòng cơm Mitsu ha, con này để tem là G-Gip, nó cũng là cơm Mitsu 22 luôn nha anh em. Nồng 32 ly, 22cc hết. Thang này xài chế quanh gồm một kim ha. Đó, còn thằng này là nó xài bộ chế cổ, em đã lên chế 260 mới cho nó rồi nghe anh em. Đó, lên chế cho nó rồi ha. Đây, có con B5 thì chỉ có con B5 là tôm nhôm thôi nha anh em, còn hai này tôm nhựa ha. Giá B4 là 1.3 triệu nha anh em, B5 là 1.5 triệu, B6 1.5 triệu ha. Đó, do thằng này nó rất là đẹp nha anh em, con này còn rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đó, anh em thấy cái bô không? Cực kỳ đẹp luôn nha anh em.
Rồi con này tôm nhôm nghe anh em đó, bởi vì nó bị chóc với sơn ha. Đó, thêm cái nền này nó có trợ lực lớn luôn nha. Còn con này thì trợ lực nhỏ ha. Con B6 này rất là đẹp nghe anh em. Con B6 này thì hiện tại thì em chưa có gáp tay ha. Đó, chưa gáp tay. Và anh em muốn một tay hay là hai tay gì đó thì cứ báo với em sẽ gáp cho mình ha. Đầu bò xin, chán cỏ xin hết. Đó, con này thì thiếu chán cỏ ha. Con này thì cũng chán cỏ xin luôn nghe anh em. Đó. Đây. Yeah, B4 mặt sau đó anh em, tôm nhựa ha. Đó, đã lên chế. Đó, 1.3 triệu, 1.5 triệu, 1.5 triệu nghe anh em, rất là dễ xài ha. Rồi, nổ đi em. Giật lại cái nữa, đó anh em thấy không? Cái dòng cơm Mitsu 22 này á thì em cũng đã có nói rồi hả anh em, giật rất là dễ nổ, nó hầu như ai sử dụng cũng được và ai giật cũng nổ hết đó, anh em chỉ cần nắm lên tí xíu là nó nổ thôi đó. Còn anh em mà muốn mà không quan trọng hình thức bên ngoài thì lấy con này nghe anh em, con này á thì chạy cái độ lực nó sẽ lực hơn hai con này ha, đó là nó chạy nó sẽ khỏe hơn nha. Đó, và con này thì em đã thay chế rồi ha. Đó, cái nào thì có sao nói vậy nghe anh em. Đó, hai tay ha, còn thì con này thì chưa gáp. Đó, còn anh em muốn đẹp dễ nổ thì lụm hai con này ha. Con này cũng dễ nổ nhưng mà giật thì nó hơi nặng hơn tí xíu nghe anh em. Đó, do là nó chụp giật thường ha. Còn hai con này trên lực anh em đụng nhẹ là nổ, đụng nhẹ là nổ. Không cần dùng tới sức ha. Đó. Đụng nhẹ là nổ nghe anh em. Đó. Thấy không? Đó, anh em nhanh tay còn lấy con B6 này nha. Đó. Chỉ cần nắm dây lên là nổ anh em, chứ không cần dùng đến sức ha. Rồi, B4, B5, B6, anh em thích con nào thì cứ liên hệ em ha. Đó. B4, B5, B6 thì đó, cộng số điện thoại với phần bình luận nha. Đó, em sẽ gọi lại, anh em muốn nhanh muốn chốt nhanh thì cứ gọi trực tiếp cho em là 0972 949 527 ha, và cũng có một số duy nhất đó gọi là chốt hàng cho mình thôi. Rồi, tiếp theo cặp này cũng là Genoax cơ Mitsu anh em, nhưng mà hai con này nó to hơn ha. Con này là 2310, con này là 26 ha. Con này nòng 32 ly 23cc, con này nòng 34 ly 26cc ha. Chế quanh rồ hai kim đời cao luôn nha anh em. Đó, còn con này là 2310, 32 ly 23cc. Con này giá 1.6 triệu nha. Cặp này anh em có thể là đánh cước được ha. Đó, con này đánh cước là bao la nè. Còn con này là chạy được nhưng mà nó hơi yếu anh em. Nói chung cỏ mềm mềm anh em cho cước ra chừng nhiêu đây là chạy ok ha. Đó, con này có trợ lực nhỏ anh em, con này giật thường. Hai con này tôm nhựa tôm liền hết. Đây, cái con này thì cái tem nó bị chóc ha. Giá 1.6 triệu thôi nghe anh em. Còn con này 34 ly 26cc giá 1.850 triệu thôi nè. Anh em nào lụm con này là vô nè. Đó là sao, là tại vì cái áo á nó sơn lên lớp màu đỏ. Đó. Con này thì cái áo của Ryobi ha anh em để qua ha. Đó, anh em lấy con này là vô, 34 ly 26cc thường là nó tầm giá tầm 2 triệu đến 2 triệu mốt không. Đó, do lô cái áo nè. Đó, bây giờ bán rẻ cho anh em luôn ha. 1.850 triệu cho con B8 34 ly 26cc UV dòng Genoax Komatsu ha. Đó, cái dòng này thì anh em hư hao quá thì đồ nó rất là dễ thay anh em, hầu như là tiệm nó có bán mới luôn. Đó, tiệm nó có bán mới luôn ha. Đó, cái dòng ba con đó chỉnh cũng vậy luôn nha. Đó, dòng Komatsu Genoax là đồ cực kỳ là dễ thay anh em. Đó, con này là 23010 ha. Đây, cái tem nó còn đây nghe anh em. Đó, đây, đồ bộ zin ha. Đồ bộ zin hết, chán cỏ chưa có. Cái nào chưa có thì chừng em sẽ lên chán cỏ mới cho mình nha. Đó, và con này là nó không có xài tay anh em. Một tay mình cầm đây, tay cầm đây ha. Đó, anh em muốn zin để gì. Còn em muốn lắp một tay, em lắp một tay. Muốn hai tay, em sẽ lắp hai tay ha. Đó, cái dòng này thì cái bô nó màu đen anh em, chứ nó không có sáng ha. Đó, tùm anh em thấy không. Rất là đẹp luôn. Chỉ là lỗi cái này, cái tem mặt giật nó chóc thôi.
đó, chứ đáng ra cái dòng này là giá nó tầm có 7-8 là nghe anh em đó, bán ghê rẻ cho anh em dễ xài ha. Rồi nổ đi em, le kìa, đập xuống. Con này có trên lật nha anh em. Đó, có trên lật ha. Với lại công dây giật nó rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào mà lụm con này là vô luôn nè. Đó, rất là đẹp, rất là sáng ha. Đó, nói chung giá có 8-50 à. Xiết gió này lại cái nữa coi. Đó, anh em chạy dòng cơ mất xu. Chạy là nói chung là khỏi bàn, chạy cực kỳ là khỏe luôn ha. Đó. Đây, cần có Gilby luôn nha anh em. Đó, Gilby cơ mất xu ha. Nói chung đó là động cơ của cơ mất xu. Rồi. Biết nó xèo rồi mà đứng dưới đè chứ. Đó. Rồi, đó là chiếc gió lên là chạy nó rong liền anh em. Đó. Rồi, B834 ly 26cc ha, giá 1.850.000, quá rẻ. Rồi, đó anh em thích thì B7 với B8 nha anh em, cặp Komatsu ha. Đó. Rồi, tiếp theo B9 là một em siêu phẩm nha anh em. Đó, siêu phẩm, sao gọi là siêu phẩm? Con này là Genos Komatsu luôn ha, cũng có mắt in da băng nha anh em. BC Z2711 nha anh em, nòng 34 ly 27cc ha. Và mình phải nói là con này là siêu đẹp. Đó, còn có 95% luôn nha anh em. Đó, rất là đẹp. Mình sang dưới anh em thấy không, mình sang zin nha. Đó, mình sang zin của Komatsu thì nó sẽ có hai cái cục phông ha. Đó, và nó xài bộ chế là Wango 2 họng xăng, là cái bộ chế này nó rất là tiết kiệm xăng nha anh em, và nó cũng có kim chỉnh gió ha, Wango 2 kim đời cao đó. Đó nghe anh em, con này rất là đẹp, kéo cái cọng dây giật lên em. Con này là nó có trợ lực nhỏ nha anh em. Đó, con này nó có trợ lực nhỏ ha, chỉ cần nắm thẳng dây lên là nổ ha, chứ không cần dùng sức để mình gạt qua. Đó, và dây giật còn rất là sáng nha. Nói chung con này 95% anh em, chín nút đó, tùm nhôm mu ghi đứng. Đó, mu ghi đứng chạy cực kỳ là khỏe ha. Thêm với tùm nhôm này anh em thấy không, nó chưa chóc miếng nước sơn nào luôn á. Đó, nó phải gọi là chưa chóc miếng nước sơn nào luôn anh em. Đó, cái bô còn sáng trưng luôn ha. Đó, B934 ly 27cc anh em, 2 triệu ha, 2 triệu cho con này. Tem tiết đồ còn tùm lum hết trơn nè, quá rẻ anh em ơi, nhanh tay anh em. Đó, Gilby Genos Komatsu chứ không phải Gilby, nhầm. Đó, Gilby là nó màu vàng. Đây, ra đây nha anh em, ga này bóp không? Không, ga này ga tự động nha anh em. Đó, kiểu như là ga máy cưa vậy đó, anh em phải bóp cái này vô và lên cái này mới được ha. Và nó không có xài tay luôn, công tắc đây. Đó, công tắc tự động nha anh em, bật tắt cái là nó nhảy về liền. Đó, con này xài hai bao da chứ không xài tay ha. Đó, anh em mà thích một tay, hai tay hay là muốn zin thì em để zin, muốn lên sao thì em sẽ lên vậy cho mình ha. Đây, cần zin rất là đẹp nha anh em. Cái cần này màu tím ha, đầu bò zin, chán cỏ thì chưa có ha. Nói chung con này là 95% mà anh em, máy cực kỳ đẹp luôn. Rồi, nổ em ơi. Rồi, B9 nha anh em, 2 triệu ha, 34 ly, 27cc nha. Đó, B9. Anh em thích thì cứ liên hệ trực tiếp là 0972949527 nha. Đó, hoặc là kết bạn Zalo hay là để lại số điện thoại với phần bình luận nha anh em. Rồi, tiếp theo là ba con. Cũng là ba con luôn, là B10, B11 và B12, là ba con Maruyama nha anh em. Con này là 235 dòng Maru 3 số nha. Dòng Maru 3 số là nói chung là nó xài là hai sát măng đó, còn hai số là nó một sát măng ha. Đối với 23 đổ xuống nha anh em, còn 26 thì lúc nào cũng hai sát măng rồi. Đó. Ha, còn con này là 26 nòng 34 ly 26cc ha, con này cực kỳ đẹp luôn anh em. Giá có 1.700.000 thôi nha, là do nó bể cái áo nè, với mẻ trên đây ha. Đó, bán rẻ bán thanh lý luôn. Đó, con này nếu như mà áo sống đồ còn hoàn thiện là con này tầm có 1.850.000 lên nha anh em, 850-900 luôn á. Đó, bên sang dưới còn sáng chân luôn anh em thấy không.
con này có trợ lực nhỏ, con này trợ lực bự ha, đó, và con này diệt thực đó, con này thì liên lạc ha, 1.8 triệu, và đặc biệt của con B12 này đó là nó có cái ga bóp zin ha anh em, ga bóp zin ha đó, 1.8 triệu cực kỳ đẹp luôn đó. Nói chung con này thì nó không có đẹp như cái con B11 đâu đó, nhưng mà nó được cái là ga bóp zin, với lại là áo sống nó còn liên lạc, nó không có bể ha anh em đó. B10, B11 và B12 ha, con này quanh gồ 2 kim, con này hai con này thì 1 kim ha anh em, và lốc nó có đóng da bằng ở dưới đít bình xăng còn ha, dưới đít bộ chế đó đó. Con này thiếu nắp gió thì nếu sẽ bổ sung sau cho mình đó. Anh em nào mà không quan trọng về hình thức bề ngoài là mẻ gãy á, thì lụm con này nè, vô luôn anh em. Anh em nào lụm con này nói chung là vô khúc luôn á đó. Đó, vô còn trắng sáng luôn, thấy không? Do là ở trên máy mình đâu có phải chả, nó đâu có cưng như mình đâu, nó dục nó chọi cành 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 không, bởi vì áo với bình xăng rất là dễ bể đó, bởi vì bể thì bán rẻ ha anh em đó, bán rẻ bán lấy vốn luôn đó. Còn con này thì cũng ngọt cực kỳ đẹp nha anh em đó, bồ một sáng chân ha, dòng Magu 3 số. Nói chung cái dòng Magu này á, thì đồ đạt hư bất kỳ cái món gì á, thì hầu như là địa phương cũng có ha anh em, là cái dòng này á là chạy được cái á, là nó không có hỏng giặt, bởi vì rất là nhiều cửa hàng nhập cái dòng này về mà bán cho mình đó, bởi vì đồ phụ tùng nó rất là dễ kiếm ha. Ba con này tâm nhựa tâm liền hết nha anh em đó, gà ha, đầu bò thì zin hết, cặn zin hết nha anh em, zin hết ha. Đó, cái dòng Magu thì chạy thì siêu đầm và siêu tiết kiệm xăng ha, nói chung là không có hỏng giặt bất kỳ gì, không có lỗi gì hết nha anh em. Nói chung là dòng Magu này chạy không có lỗi đó, thấy không, nó phái mà nó ngồi nó ôm cái máy luôn, thấy không anh em. Đó, dòng Magu ha, đây rồi nổ em ơi. Siêu bấm nha anh em, có trợ lực cực kỳ là dễ nổ ha. Đây con gà bóp, anh em nào mà xài một số lượng nhiều quá thì lấy Magu 26 ha. Đó, nói chung là số lượng nhiều, còn sử dụng gia đình đầu này kia thôi thì lấy 23 được rồi. Đó là mình xài ok ha. Đó. 23cc với cỏ như cỡ ngón tay cái anh em, cỏ mềm là anh em là phan chừng nửa ra là phan đứt rồi ha. Chứ không phải là 23 mà nó yếu đâu. Đó, nó chạy cũng rất là khỏe ha. Rồi B10, B11 và B12 nha anh em. Đó. Rồi tiếp theo là B13 là một em Gobin cánh bướm. Đó, Gobin. Chữ này anh em tự đọc nha. Đó, NV30 ha, nòng 36 ly và 30cc nha anh em. Nó sử dụng là bình xăng trên ha. Đó, cái vỏ bằng nhôm ha, bởi vì nó hơi chóc sơn xíu. Con này 1.8 triệu thôi nha anh em, 1.8 triệu thôi nha, là đã có một con máy 36 ly và 33cc ha, sử dụng bình xăng trên, xả xăng trực tiếp xuống ha, cực kỳ là dễ nổ nha anh em. Và nó sẽ hao xăng hơn mấy thằng bình xăng dưới nha. Đó, nói chung nó được cái này mà mất cái kia, nó dễ nổ, nó khỏe thì nó sẽ hao xăng thôi. Đó, rồi cần xin đầu bò xin tùm lớn anh em, tùm lớn ha, tùm 330 430, đó là gọi là tùm thông dụng nhất hiện nay, và cần xoay ha. Đó, cần xoay anh em thấy không, bình xăng trên thường á, mấy cần xoay này chỉ là bình xăng trên thôi. Đó, 36 ly, 30cc ha, nói chung là anh em đập cước là bao la thoải mái anh em. Đó, đập cước là bao la là thoải mái ha, lóc lát đây. Đó, cái nắp que này em dục của thằng sinh đi qua ha, cái nắp của nó bị bể à. Đó, nói chung là zin, không có gì lo hết. Rồi, nổ đi em. Nổ như súng bắn luôn anh em, chạy rất là khỏe nha. B13 nha anh em, 36 ly 30cc, 1.8 triệu thôi nha. Đó, rồi tiếp theo B14 là một em cuối cùng, cũng là một em đeo lưng. Đó, Genoa Komatsu ha, Genoa Komatsu nha anh em, siêu đẹp ha. B365 là nòng 36 ly nha anh em.
35cc luôn. Con này là xài bình xăng trên nhưng mà xài quanh rồi nha. Đó, bình xăng trên nhưng mà xài chế quanh gồ nha anh em. Có trợ lực ha, trợ lực bự luôn nha anh em. Trợ lực bự chế quanh gồ tùm gầy 4 ốc vuông ha, tùm này tháo ra cũng được luôn nha. Mình gáp càng thẳng vô cũng được luôn ha anh em. Đó, tùm này anh em sau này không thích á mình tháo ra mình chơi một càng thẳng vô là quá ok luôn. Đó, quanh gồ hai kim zin zin theo máy xịn sò luôn anh em. Đó, và con này nó xài cái thêm một cái bộ truyền động là bằng dây cu go ha. Đó, nói chung máy đầu lưng xài bộ truyền động của dây cu go đây. Đó, anh em thấy không? Đó, chạy cái đây nó truyền lên đây ha, và nó sẽ ra một cái bộ cần như gì. Đó, là bộ cần này là bộ cần kiểu như cần câu vậy đó nha anh em. Đó, anh em thấy không? Đó, bộ cần rất là tiện ha. Và con này nó xài cái kiểu như là một cái tay ở đây và một tay ở đây nha anh em. Đó, đưa cái tay vô đây. Đó, dựa vô đây các em mới đúng bài. Đúng rồi, đó, thấy không? Nó là xài như vậy nha anh em. Đó ha. Còn anh em không thấy thì sẽ gắn một tay thêm chỗ này cho anh mình nha. Đó, đây thêm cái nữa nó còn dây đeo zin đó, và cái miếng này là phải nói là ở trong nó mướp không luôn anh em, nó một lớp vải ở ngoài còn bao nhiêu ở trong là nó mướp không luôn, rất là mềm ha, gan miếng nệm luôn đó. Con này giá 2.800.000 nha anh em, giá 2.800.000 ha, 36 ly, 35cc, nó còn khỏe hơn cái dòng TL33 này nha anh em, nó chạy còn khỏe hơn TL33 này ha. Đó, giá 2.800.000 thôi, giá 2.800.000 cho một anh Zenox Komatsu. Đó, sau này mình không thích đeo lưng nữa thì mình gỡ ra, mình mua bộ cần thẳng mình lắp vô là mình chạy tiếp chứ không có thêm cái phí gì nữa nghe nè. Rồi, nổ em ơi. Trời ơi, cho lực đụng cái nổ. Rồi, công tắc dưới đây luôn nghe nè. Đó, chờ lực, nói chung chờ lực đụng cái là nổ thôi. Đó, máy to mà được cái chờ lực á thì rất là nhẹ giật nha anh em. Đó ha. Rồi. B14 34-36 ly, chứ xin lỗi anh em ha. Giá 2.800.000 nha. Rồi, clip của em đến đây là đã kết thúc ha. Bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em clip sau.